một vấn đề cuối cùng mà tôi muốn nói đây ạ, là có rất nhiều các cán bộ thư viện của chúng ta sử dụng YouTube chỉ để nhằm mục đích giải trí mà thôi. And some of these videos that they put on YouTube have become very successful. Một số những cái đoạn phim mà các cán bộ thư viện của chúng ta tải lên trên YouTube thì thực sự là rất rất thành công. And I think that's because a lot of people find it very odd to see librarians being a little bit crazy. Vì tất cả mọi người chúng ta đều rất là háo hức muốn được thấy một diện mạo khác của cán bộ thư viện là có vẻ hơi khùng khùng, hơi điên điên. So I'm going to finish with a YouTube video made by some people rather like you. Và tôi muốn kết thúc cái bài trình bày của mình ở đây bằng một cái đoạn phim mà nói về các cán bộ thư viện. Mà cái đoạn phim này thì được do những cái người mà giống như là các bạn ạ, xây dựng nên. At the end of the school year, some library school students decided to make a video. Và cuối một cái năm học thì một số các sinh viên ở một trường đào tạo ngành thư viện thì quyết định là sẽ tự tạo cho mình một cái bộ phim. And they even roped in some of the faculty as well. Và thậm chí thì là họ cũng đã chiếu cho một số các cái khoa khác ở trong trường. And they made a video to a Lady Gaga tune. Và họ đã sản xuất ra một bộ phim, chế ra một bộ phim có tên là Lady Gaga tune. Cái này là mic. Cái này cho anh nhận luôn, cho anh lượng em KT rồi không KT chứ không KT rồi, chị không KT bởi vì lên tài vụ họ không chấp nhận KT.